ơi, vậy là mẹ mất con. Đúng rồi á, đi xuống đi mày. À, cái gì á, con làm gì vậy? Và đó chính là sự tích của con sông kinh dị. Nên các người hãy tránh ra khỏi đây đi, đừng có lại làm đó. Ủa, hình như đầu kia là ai vậy? Phong ơi, dậy đi. Chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cắm trại, ta cùng cắm trại. Trời ơi, hôm nay Phong cần mà mình đi cắm trại ban đêm. Bạn ơi, lâu rồi chứ đi cắm trại. Hôm nay hai tụi mình sẽ đi tìm chỗ cắm trại nha bạn. Đó, rồi để xem coi Phong ơi. Tôi chưa từng thấy ai khùng như tôi với bà luôn á. Người ta cắm trại, người ta đi từ buổi sáng, người ta đến nơi, người ta cắm trại nó phải tốt hơn không? Trời còn ơi. Đằng này á, 1-2 giờ đêm đi cắm trại. Trời ơi, mình cắm trại từ 1-2 giờ đêm đến 1-2 giờ sáng đó, cho độc lạ thì tôi không chúng người ta. Từ để xem quay. Ui, chỗ này chỗ đẹp này đó. Hợp lý nè. Có đống lửa ở đây nè. Để mình sẵn mình sửa ấm luôn. Phong, bình tĩnh. Cái gì cái bản nè, cái gì đây? Nguy hiểm không nên cắm trại ở đây. Ủa gì kỳ vậy, chỗ này đẹp chứ đẹp mà không cắm trại là sao? Trời ơi, nguy hiểm thiệt, ghi sai chính tả luôn kìa. Nguy đâu? Hiểm không nên cắm trại ở đây. Cắm trại là gì? Hả? Trời ơi, trời sai tôi, chính tả. Tôi cá chắc cái người nào ghi cái bản này á, cái người này chắc chắn là học dở lắm nè. Trời ơi. Bây giờ ghi sai chính tả thì mình đập cái bản này đó, hết nguy hiểm liền, thấy chưa? Đập cái này thôi. Tào lao mới lao. Mấy người mà ghi sai chính tả này trước sau gì mai này cũng cưới mấy cái ông mà một còn một mà mấy cũng không biết nè. Trời ơi, mệt ghê. Đây tôi đặt cho xem này, tôi đặt cho mọi người xem này đó. Đặt có gì đâu mà nguy hiểm. Đây, đẹp dễ sợ, có gì đâu mà nguy hiểm đúng không? Thấy chưa? Tào lao dễ sợ. Bị làm sao á? Sợ đi cắm trại ở kia trời. Dạ. Ơi. Ủa? À công nhận nha, sao tự nhiên lại đi cắm trại ở đấy, chỗ đấy nguy hiểm mà ta. Ủa? Chỗ đấy rõ ràng là đi cấm rồi mà vẫn còn cắm trại, mấy người lại bị khùng á. Tự nhiên không tối cả làng đang ngoài đây đứng ngắm một mình vậy trời. Cái làng này bị khùng ấy cái gì. Ở từ từ qua hỏi, ủa tại sao cắm trại đi nguy hiểm. Ê Phong ơi, qua hỏi thử quay. Ông cứ tự qua hỏi tự nhiên. Mình cắm trại đây xong nguyên làng kéo ra xem tụi mình như xích khỉ các bạn nhìn nè. Nguyên một làng luôn. Thôi rồi để xem quay. Ủa, quay thấy là hơi bị tào lao rồi nha. Ờ thấy là không có được rồi nha. Ủa ủa hai lô dân làng, hai lô mấy anh mấy chị. Đừng lại gần tôi nha, bất kỳ ai dám nhúng vào cái dòng sông này không được phép lại gần chúng tôi, tránh xa chúng tôi ra. Từ từ anh gì đó, anh dân làng ơi. Ủa mà cái gì mà tại sao tôi cắm trại đây mà mọi người xì sao xì xầm vậy, sao nói thẳng đúng với tôi đi. Sao mọi người có vẻ sợ vậy? Có gì đâu, cái gì mà cắm trại ở đây, nhà ngươi không biết sự tích về cái dòng sông này hả? Sự tích gì? Có sự tích hồi ngày xưa tôi nghe sự tích kỳ khế cây đồ chứ ai nghe sự tích dòng sông đâu. Ủa là sao? Sự tích dòng sông là gì bạn nào ấy? Không biết đi. Ta sẽ kể cho các người biết sự tích tình dị, nguy hiểm, ám ảnh, độc ác. Câu chuyện là như vậy. Trời ơi, con trai của mẹ sao tay chân bẩn hết nè. Đây, có nước này, xuống đây. Xuống đây rửa nè. Nào, cho tay xuống. Ôi, cho chân, trời ơi, cái gì vậy? Cái mông cũng bẩn là sao vậy? Dạ. Rửa chân lại, rửa mông chứ nhầm. Cẩn thận nha, chỗ này dốc dễ trượt lắm á. Cẩn thận nha. Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi, cứu con với. Sau khi mất hai đứa con, người phụ nữ ấy đứng ở dòng sông khóc hoài khóc mãi và khóc trở thành một bà nữ ma. Câu chuyện thật là đau lòng. Và đó chính là sự tích của con sông kinh dị này. Nên các người hãy tránh ra khỏi đây đi, đừng có lại làm đó. Thôi. Trời ơi, cái dòng sông bé tí tẹo thôi chứ có gì đâu mà làm thấy ghê vậy. Mày đặt kể chuyện ma đồ. Nhưng mà dù sao đó cũng là truyền thuyết thôi, có gì đâu. Trời ơi, làm thấy ghê vậy. Nè nha, tụi ta cảnh báo rồi nha, không nghe là do các người nha. Nhớ nha. Ui sợ quá. Trời ơi, có gì đâu mấy bạn ơi. Trời ơi, là truyền thuyết của hồi xa xưa người ta kể lại vậy. Lúc chuyện đó chuyện người ta bị đặt luôn không ơi. Thôi ngủ đây chứ bây giờ bắt tôi đi tìm chỗ. Còn cái gì nữa, cái này là bịa nè. Thôi bây giờ ngủ tạm đây nha. Ủa sao cái lều ông là bên ngủ nhà tôi, từ ê lắp lộn kìa. Trời ơi, đây bây giờ qua ngủ đây. Không biết nằm đây có bị ai bắt không ta. Trời mà chắc tôi không sợ đâu, tôi thấy bình thường quá à. Tôi nghi chuyện nói chuyện cũng phải có thật luôn cơ. Rồi ok, có bạn nào tin nói chuyện có thật hay không đừng quên có mình phía dưới cho mình biết cho chị hai. Tụi mình không có sợ nha, không sợ. Thôi ngủ nha bà ơi. Trời ơi, ngủ sớm vậy. Đây ngủ cho ông bạn nè. Đó, rồi ngủ nha. Muốn ăn thịt nữa.
thì có. Tào lao mày con gái mà. Trời ơi, tôi đang ngủ, đang thề mà. Ủa, ai khóc quá vậy? Ai vậy trong nít vậy? Trời ơi. Ui. Ê, Phong, dậy. Trời ơi, dậy kìa. Ai khóc? Trời ơi, đâu, dậy. Ê, trời ơi, nãy tôi tưởng ông khóc. Hóa ra đầu kia có ai mặc áo trắng khóc đầu kia kìa, thấy ghê vậy? Trời, nửa đêm nữa không? Trời ơi. Ủa, ai khóc vậy ta? Rồi, tôi nhìn là tôi hiểu luôn rồi nè. Cái gì vậy? Là sao? Cái này chắc chắn là có một chiếc xe đám cưới chạy ngang qua, xong đầu cái xe dằn lên cái cô dâu văng vô rừng luôn, cô dâu khóc không? Ủa, chuyện hi hữu vậy mà cũng xảy ra luôn hả? Sao đúng hay rồi. Vậy? Ủa, rồi. Giờ chắc chú rể đang đi kiếm cô dâu á, chú rể đâu ta? Hỏi, quay từ, tao lao rồi, tôi hỏi, quay, ủa, cô ơi, coi, cô dâu rồi, ôi, trời, cái gì vậy? Trời ơi, cô dâu khóc. Cô dâu khóc đen con mắt luôn rồi. Trời ơi. Chào cô cậu nha. Ủa, dạ, chào cô. Ủa mà cô đi đâu mà cô lạc vô rừng vậy? Ủa, đi đám cưới mà sao vô rừng vậy? Ủa, cô bị lạc hả? Ta đang đi tìm hai đứa con của ta. Ta bị lạc mất hai đứa con rồi. Trời ơi. Trời ơi, nghiệp vậy à. Hóa ra đây là một người mẹ bị lạc hai người con. Ủa mà sao mặc đồ nhìn như đám cưới vậy? Sao mặc đồ kỳ vậy ta? Mặc đồ giống mới làm đám cưới vậy. Ai biết đâu, chắc là gu người ta vậy đâu. Trời ơi, nhìn cô tội nghiệp, nửa đêm nữa hôm mà tìm con lạc nó. Trời ơi, gì đâu mà con lạc cái rừng kỳ cục chứ à. À, vậy cô biết là cô kể tên hai người con của cô đi, lỡ con rồi con để đăng lên Facebook con tìm cho. Trời ơi, con đăng Facebook. Đúng rồi. Cái bạn này á, bạn này có nick TikTok của cô cho bạn ấy rồi là biết thông tin đi, bạn ấy lên mẹ quay TikTok mẹ video. Trời ơi. Thật sao là hai người sẽ giúp ta sao? Trời ơi, tất nhiên rồi, cô đang gặp mà, cô đang bị lạc thôi mà tụi con giúp được mà. Trời, hai đứa con hơi bị ngoan luôn á. Rồi con cô tên gì? Hai đứa con của ta. Con trai đây là Sami Đào, con gái đây là Phong Cảnh. Trời ơi. Ủa cái gì? Ủa từ xuất tên gái tên Phong luôn á ta. Gái tên Phong, con trai tên Sam. Ủa sao tên giống ông với tôi vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ừ, hơi kỳ kỳ. Ủa Phong sao nghe lại á? Sao cái tên Phong cần? Ủa sao giống tên con vậy cô? Nhưng mà con là con gái. Ủa? Con là Sami Đào là con gái, Phong cần là con trai. Thôi trời. Vậy đó là tên của hai con luôn hả? Trời. Mừng quá, vậy hai con chính là hai con trai và con gái của ta rồi. Ủa cô ơi, ủa phải đâu, tao đâu. Ủa cô ơi, con đâu phải đâu. Cô ơi, cô ơi, con tên Phong nhưng mà con là con trai cô ơi. Con phải con gái, con cô đâu. Chắc là lâu quá ta nhớ lộn á. Ủa gì vậy? Ê đâu trời, cái gì vậy? Con không phải con cô đâu, cái gì vậy cô ơi? Cái gì vậy cô ơi? Con của ta. Á, cái gì vậy? Hai con của ta. Sao mình thấy nhà giàu? Ê, nhà to vậy, ê nhà to mình vậy ta. Ủa vô khách được. Thấy nhà giàu quá. Ôi ơi cái gì kỳ cục vậy Phong ơi. Trời ơi, rồi xong cô dẫn vô nhà luôn Phong ơi. Vào đây nè. Ôi trời ơi Phong ơi, cái gì vậy? Ủa đây là nhà ai đây? Đây các con, đây là hai cái giường của các con này nè. Ủa ta bảo chị bảo làm sao cho nó sạch sẽ êm ấm, các con yên tâm cứ ở đấy mà ngủ nha. Trời ơi, con mặc vậy sao con chui giữa này cô? Trời ơi, thôi giờ cô đi nha. Thôi gì tụi con ở đây rồi trời nha. Trời ơi, tội nghiệp cái cô này, quên, chưa đi ngủ được, bây giờ chúng ta phải ăn đấy nha, ăn tới đó. Đây, đi theo ta, đi ăn tới này, từ. Cái gì vậy, xong Sam ơi, Sam kéo tôi ra cái dướng cái bụng không? Trời ơi, sao không nằm cho mày được vậy? Trời ơi, đây tôi đạp xuống cho nè, đạp rồi đó. Rồi, giờ sao không? Bây giờ không thể nào trốn được. Rồi, có sao đâu. Giờ tự nhiên cái cô nhận mình làm con rồi, thôi mình ở lại mấy ngày cho cô vui, hiểu không? Với lại ở đây cô cho được ăn ngon, mặc đẹp, thích mà. Thôi cũng tội cô. Rồi, đây. Ê, cô ơi. Trời ơi, cô này tội ghê. Trời ơi. Cái nhà bếp bự như cái nhà của con luôn á. Trời ơi, sao cô này giàu dữ vậy? Trời ơi, giàu quá. Trời ơi, tự nhiên mình đang không ăn gì, tự nhiên được người ta nuôi mình xong người ta cho mình ăn luôn Phong ơi. Tự nhiên được nuôi ngang vậy đó. Ngon nghĩ sợ luôn à. Trời ơi, những cái nhà. Rồi, xong rồi, các con của ta này. Dạ. Bé nhỏ như này không phát triển được, không lớn được. Đấy, nên là phải uống sữa đi con. Cho hai cái ca như vậy, tao tưởng cho đây ăn cua hoàng đế mà. Gì kỳ vậy Phong ơi?
sữa bò là cô mới dắt trong con bò ra xong cô đem cho con uống liền luôn ạ. Ủa cô ơi, cô không tiền dùng hay cô không có lọc sữa gì cho con thôi cô ơi. Nhìn nó là một cái xô, giống cái xô cái nước gì trắng trắng ấy, cho con không dám nghĩ là sữa này giống kiểu nước nước lâu đại. Ai vậy 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 uống vào uống. Trời ơi cô dữ quá này này. Mẹ nói nhẹ không nghe, cứ phải để nó nặng thôi. Tham uống giờ mình làm mệt. Ủa tào lao mới làm. Ủa cô ơi, con muốn ăn gì á cô ơi, không đói bụng quá, ăn uống rồi ăn nè. Uống vậy chưa đủ, uống chưa được, phải ăn cả uống. Đây dạ. Ăn đi con. Đây là trời, ăn nguyên rồi vậy con. Ăn đi con. Chị ăn súp gì vậy? Cái gì cái gì? Cái này là cái con, gì con? Con nghe, con nghe là có súp, súp bí ngô chứ làm gì có súp bí người. Cái gì súp bí người? Súp bí ngô mà. Ủa súp bí ngô? Súp bí người à. Bí ngô. Trời ơi trời. Ủa bà cô ơi, người ta ăn chung nhỏ. Ơi cô ơi, cô ơi, sao 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 có cái ngón chân trong đây vậy cô? Trời ơi trời, thấy ghê. Ủa gì vậy thật không? Cái gì thấy ghê? Sao có ngón chân cho mày? Ờ cái này xúc xích, cái này xúc xích nhầm, cái này xúc xích. Đây dạ cô ơi, con ăn no rồi, con uống sữa no rồi con. No thật à? Dạ no rồi. Ôi ê Phong ơi, bây giờ đừng có ăn mấy cái này, tôi nghĩ cái này không an toàn. Ờ đi ngủ đi, đi ngủ đi, nói đi ngủ đi Phong. Dạ cô ơi. Ta thấy con trai bảo thích ăn xúc xích nè, đây xúc xích đây. Ôi, thôi cô ơi. Xúc xích nè. Cô dạ dạ thôi dạ thôi được rồi dạ thôi được rồi dạ dạ thôi 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 được rồi xúc xích xúc xúc xích này con ăn vô con sợ đi xúc ruột luôn á cô ơi, không được không đó cô ơi con đi ngủ, tự nhiên buồn ngủ ngang của ta không ơi, tự nhiên là buồn ngủ buồn ngủ hả? Đây là buồn ngủ quá. Thôi bác ơi, dạ thôi con đi ngủ nha cô ơi, đi ngủ nha. Dạ con đi ngủ nha, mà con ngủ đứng luôn dạ. Dạ đây ngủ đó. Ơi, đập đèn luôn. Dạ dạ dạ, tắt con tắt đèn đi dạ, dạ. Cô giàu quá, con đập đèn luôn, cô không tắt đèn Phong ơi. Cái gì vậy? Sao cái cô này? Cô giàu. Đăng cấp, đăng cấp, đăng cấp. Đăng cấp nha. Mua đèn thái công mà đập như thế này là sạc nghiệp luôn bạn. Trời ơi trời. Cô á là cô là mỗi lần muốn tắt điện là cô đập bể hết bóng đèn trong nhà luôn ghê. Trời ơi trời. Ê Phong ơi, cái cô này bây giờ lẫn rồi, cô lớn tuổi sao cô tưởng mình là em bé sao? Từ từ để tôi xem quay phút của cô này bị gì vậy. Ủa từ từ để xem, ở đây nhà có đứa trẻ nè. Ê Phong thấy gì không nè, thấy chưa? Hai đứa trẻ nè, nó tên à Sammy Phong Cận nè. À hay là ủa con... sao nó cái tên giống mình vậy? Ừ thì đó nãy cô nói đó, nhưng mà đây là hai đứa trẻ này nè chứ mà hai tụi mình. What? Đâu cô bị lẫn rồi, trời ơi còn tưởng mình là hai con của cô nữa mà tính ra tuổi cô ghê luôn á Phong à. Trời ơi bị lẫn bây giờ vậy đó, giờ đi tìm con ngoài giờ khóc buồn tuổi ghê luôn á. Ê Phong, bây giờ hay là hai tụi mình trốn ra khỏi đây đi, xong mình đi tìm con cái cổ đi. Trời ơi, thấy cô tội quá. À, vậy là tội dữ chưa? Ủa chứ sao, cái gì mà không tội, bây giờ tìm mình, ai? Mình trốn đi rồi, mình trốn đi rồi, cô buồn sao, ít ra phải có một đứa ở lại đây hiểu không? Sao mà ở đây đi, tụi đi cho. Ê, đứng lại quay! Ô con, sao? Bây giờ cả hai mình cùng trốn ra khỏi đi tìm hai đứa con, chứ bây giờ hai đứa bị lạc sao tìm được một người, được hai người tìm nói kỹ hiểu không? Mệt thôi, ghê. Một người tìm được rồi, sao mà ở đây đi? Thôi, em mong tào lao mới lao, mà bị hai đứa cùng trốn luôn đi, mệt ghê. Đi ra khỏi kia, ra khu rừng đi tìm. Rồi rồi đi đi được này này rồi đi lên từ từ đi xem coi cô ngủ chưa, từ từ đi coi cô đâu, cô ngủ chưa? Chết cha, tôi lỡ đập bỡ kính rồi cô nghe hả? Không sao sao, đi tôi ra coi cô ngủ chưa. Hình như là cô mình đang đi ngủ rồi sao Phong ơi? Không thấy mặt đi, luôn đi, à. Đi 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 rồi đây rồi ok đó, bây giờ tụi mình sẽ thoát khỏi chỗ này, mình đi tìm con cái cổ nha. Rồi ok đi 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 đi. Trời ơi, cô tuần tra đi Phong ơi. Cô tuần tra, cô không quay đi nè. Từ từ, để xíu, tôi phải đập hết cái kính đã. Trời ơi, ông này ông tào lao quá à. Cái gì vậy trời? Vậy mình đập kính, mình trốn đi, mình phải đập hết vậy cho cô biết mình trốn rồi, hiểu không? Trời ơi. Ui, đó, cẩn thận, cô đi tuần kia. Ui, mấy đứa này. Ủa, anh trốn mẹ đi chơi. Cái gì vậy? Xin phép hả? Ui, dạ, có bạn đây nè. Ủa gì vậy Phong Cận? Tôi tưởng hoạt động. Ủa gì vậy Sammy? Ai biết đâu, tôi tưởng thì
mẹ này hiền mà. Hóa ra ê, nhưng bà này sao á, bà này tự nhiên bắt tụi mình. Thôi cái bà này tôi cá chắc là bà nhớ con quá, xong bây giờ bà quyết định chọn hai đứa mình làm con bà bắt tụi mình luôn á sao. Trời ơi, giờ sao đây? Tôi nghĩ bây giờ tụi mình phải thoát khỏi chỗ này, phải đi thật xa chỗ này tụi Phong ơi. Chứ bây giờ mà mình còn ở trong căn nhà này, mình sẽ ở đây hoài luôn, là không còn thể nào trở về làng heo tiên được. Tụi mình ở đây thôi suốt kiếp luôn Phong ơi. Tại vì mình là, bà tưởng mình nhưng là con mà. Bây giờ làm cách nào thoát đây? Bà nói nhiều quá, bây giờ làm cách nào thoát được sao nè? Sao không biết được, bây giờ sao đây? Không có cái gì, không có cái mấy nãy là tôi không có đem thì cái rìu cái gì tôi đào nè. Trời ơi, tiếc cười luôn á. Tôi có cách, rồi, để tôi xíu. Sao? Cái bà này á, bà không biết bà làm cái sàn bằng gỗ mình đào xuống được. Ừ ha, đúng rồi. Ui, bây giờ ông chầm tôi ra, bây giờ phải thoát khỏi chỗ này ngay lập tức luôn á Phong ơi. Yên tâm, yên tâm. Ui, bà đi, để tôi cứu bà. Ủa sao, đây, tôi điện nguyên, Ôi trời, bạn ơi, mình nghĩ bây giờ phải thoát khỏi chỗ này, thế bà này không bình thường, bà này bị điên hay sao á. Trời ơi, mày nó không bình thường. Xong rồi nè. Rồi, bà đâu rồi. Tôi đây. Chạy, Phong ơi. Quên, trời ơi, bỡ ra nhanh lên. Trời ơi, không bà ăn thịt tôi, bây giờ tôi sợ bà, ông bà gọi là bà ăn thịt tôi luôn á. Nhìn bà ghê ghê sao, bà không giống con người hay sao á. Rồi, rồi, đây. Thôi, mình... đây. Đây rồi, ok. Lên chưa? Đây, rồi, ok Phong ơi. Đi thôi, bây giờ đi. Đây, bà đâu không? Rồi, bà không có nhà đúng không? Thôi, bây giờ gặp bà là chạy luôn nha. Thôi. Ôi, ghê quá à. Rồi, chuẩn bị vậy nha. Bà con đi nha cô ơi. Tạm biệt cô ạ. Trời ơi, chạy nhanh lên, cùng nói rồi. Trời ơi, người lớn là mình phải chào chứ. Người lớn mình phải chào phải không? Ủa, bà con nghe kìa, chạy đi. Trời ơi, bà kìa. Mùi xíu thôi. Nhưng mà bà ác độc còn hơn cả Mùi nữa. Trời ơi. Ghê ghê trời. Thôi giờ đi lẹ thôi. Ủa sao cái tôi khóc nó vậy? Tôi sợ nha. Ai khóc nó vậy, bà mẹ nó đúng không? Ủa? Sam ơi. Cái gì? Bên kia có gì kìa. Ủa sao lại như có người hay sao á? Hai đứa trẻ nhỏ. Ủa hai đứa trẻ lạc lần. Cái gì á? Tí hỏi thử coi. Đi qua hỏi thử coi sao vậy? Sao khóc quá trời vậy? Nhưng mà nó khóc kìa. Sao? Ủa tôi hỏi thử. Ủa hai em ơi, sao em không khóc? Không sợ à? Ôi tôi cũng sợ nhưng mà thấy tội mà. Ủa sao? Ủa từ Phong. Hai em ơi. Phong. Hai em đừng có khóc nữa nha. Hai em đừng khóc nữa, anh tặng cho hai em đôi dép nè. Trời ơi, người ta có chân đâu mà ăn dép tào lao mới làm. Ha. Ông nhìn thấy thì ông nhớ hả? Tôi biết rồi. Trời ơi, mừng nói quá vậy. Mừng quá. Đây là hai đứa con thất lạc của bà mẹ điên đông trong rừng của mình đó. Nhìn nó không nhớ không? Hai em là hai người con thất lạc của người mẹ trong nhà đúng không? Để chị dẫn hai em về nhà nha. Trời hả? Ơi, mừng ghê mẹ luôn nào? À. Ủa? Tụi em làm gì có mẹ đâu. Chị rõ ràng chị nhớ là chị nghe người dân làng đồn rằng là mẹ em cho hai em ra suối rửa chân, xong hai em trượt chân, xong hai em rớt xuống sông, xong hai tụi em bị lạc vào dòng sông. Đó chính xác cô. Đúng rồi. Hả? Hai anh chị bị lừa rồi. Là chuyện thân làm đồn thổi thôi. Thực ra thì như vậy nè. Ủa cô ơi, ra mà cô kêu cô dẫn bọn con về nhà mà cô đưa bọn con ra ngoài sông chi vậy? Trời ơi, con ơi, ra ngoài sông mới về được nhà, đường về nhà của con ở sông nè. Nào đi. Ủa, là mình đi thuyền đúng không cô? Yeah. Đúng rồi. Em gái ơi, bọn mình được đi thuyền á. Đúng rồi á. Đi xuống đi mà. Linh hồn của hai đứa nhóc này sẽ là của ta. Trời ơi, ra buổi chuyện là vui vậy. Như vậy với bạn ơi, thật ra hai đứa trẻ đó bị uống. Hai chị làm ơn, hãy tiêu diệt bà ta để em có thể được tự do được không? Bà đã nhốt bọn em mà em không rời đi được. Ôi, thôi bây giờ. Hai đứa trẻ. Biết à? Hả? Cái gì? Bà
đừng cản tôi phải tiêu diệt cái bà này. Trời để ơi, lấy lại công bằng cái đứa nhỏ. Ông đâu có cần nói đâu, tôi cũng sẽ tiêu diệt bà, không hiểu sao có người ác độc cái vậy luôn. Mẹ tôi còn sợ bà, bây giờ tôi sẽ không sợ bà nữa, tôi sẽ gọi là tiêu diệt bà này để giải cứu hai em này, hai em đừng lo nha. Thôi hai em cố gắng ở đây nha, chị sẽ tiêu diệt bà ta. Dạ. Đi thôi không, đi thôi không con, đi thôi. Bà gọi là bà mẹ ma xấu tính, mình sẽ tiêu diệt bà. Nên là các bạn ơi, các bạn đừng quên cho video đạt được 5k like, mình có dũng khí để mình tiêu diệt bà mẹ ma gọi là xấu tính đi nha. Các bạn có 3 giây làm rồi đó. Ba. Không được 5k like thì mình đi về nha. Các bạn có 3 giây làm rồi đó nha. 3, 2, 1. Tiếng chim gây rất nhiều cỡ, mình đã tiếp sức mạnh cho mình không cần đi tiêu diệt bà mẹ ma kia. Bây giờ chúng ta cùng tôi tiêu diệt bà mẹ ma đi nào. Đi thôi, let's go. Let's go. Tiến lên. Thật về bà rồi, bà không hề có đứa con thất lạc đâu cả, mà đúng bà bà bắt hai đứa trẻ kia mà bà còn lấy linh hồn của chúng nữa. Đứa trẻ nào ta không biết gì đâu, trời ơi, hai đứa nhóc này đi ra ngoài mà không hỏi ý kiến của mẹ như thế hả? Ui trời ơi, trời ơi, bà khùng rồi kìa, bà muốn lấy linh hồn của hai tôi chứ sao? Trời ơi, không còn nằm mơ, tôi sẽ không bao giờ cho bà lấy linh hồn của tôi đâu. Tôi sẽ tiêu diệt bà để lấy linh hồn trả về cho hai đứa trẻ. Đòi tiêu diệt ta hả? Mới không, không có chuyện đấy đâu. Đánh bà. Ui, ủa sao cái bà đi biết bay vậy em? Bà là người bị bà kìa. Ui bà đâu rồi? Ui bà bay kìa mấy bạn ơi. Trời ơi, đúng là người bé, người bé ba, đứng lại coi. Ui, ai ai ai, bà đi, đánh đạn. Ui, trời ơi, bay như chim vậy. Bà kia đứng lại coi. Tạm yên tâm. Cái búa của tôi. Giờ sao? Hả? Để tôi xíu. Trời ơi, cái gì á? Ui, tôi đang chế tạo mà. Cái gì vậy? Xíu, tôi đang chế tạo. Bà để tôi xíu, bà trời. pha cho bà ly cà phê. Đợi xíu nha bà ơi, đợi xíu nha. Nhanh lên. 8 hours later. Hey, lên đây. Wow, cho tôi cái thôi. Hay vậy, cho tôi cái thôi. Ôi, cho Sam cái luôn, cho Sam cái luôn. Chiến của những kẻ biết bay hả? Tôi biết. Bà kia mà đứng lại coi, từng từ mà biết bay thôi. Tôi cũng biết bay nha. Ghê chưa? Ui. Đây. Bà Tam ơi à. Sao? Tôi đây. Yên tâm đi, cái bà này không là gì nhầm nhỏ Phong đâu. Bởi vì cái máy bay của Phong á còn có thiết kế thêm cả súng phun lửa nữa. Hay vậy. Ui Phong ơi, bắn bả đi, bả đầu này nè, không thấy hả? Bà kia, ui bắn kìa, bắn kìa. Đó, rồi đúng rồi. Bộ giáp siêu nhân. Tôi té rồi, cái ghéo tôi. Sao ơi, bộ giáp năng lượng của Phong hết năng lượng rồi. Bộ giáp của Phong hết năng lượng rồi, Phong không bay được nữa. Trời ơi. Đây rồi. Bả rớt rồi. Woo! Ui. Trời ơi, bả tự bắn bả luôn. Rồi ơi, bả rồi. Cái bà này tào lao mới lao. Trời ơi, bà bắn. Đốt bả luôn. Rồi, đốt đi. Quay. Rồi, ê, lấp lại đâu. Bây giờ tôi lấp lại coi. Ê, bị bả như này lấp lại tôi. Đây là rồi, bây giờ ông đốt xong mà lấp lại đi. Đây, tôi lấp bả cho. Ông đốt vừa, ông đốt nhiều dữ vậy. Lấp bả đi, lấp đó. Lấp lại cho bà không lên đây được luôn. Đó, à, cái bà này quá ác độc. Ôi, bả kìa. Lấp đen. Lấp đen, lấp đen. Rồi, cái bà kìa. Bà lấp đi, tôi bắt bả, bà lấp đi. Rồi, đây. Không có. Cái người ta tại sao con ác với bà quá vậy? Trời ơi, bà này con bị đẹp. Ai con của bà? Ai con của bà? Bà bắt mấy đứa nhỏ nữa, kiểu tôi nghe tôi ghét thì cứ thả nhện xuống cắn bà. Rồi. Sợ quá à. Bây sợ giờ à. Tôi sẽ nhốt bà vĩnh viễn dưới này. Hây! Đồ bà. Ủa ơi, mẹ bà xấu xí. Hây!
vậy? Ủa, dắt cái gì đi cái này vậy? Là bà không thấy cái nhà của bà ma này giàu mà mình lấy cái rương tiền của bà mình đem mình chia cho người nghèo luôn. Trời ơi, rồi ok bạn ơi, thôi bây giờ đi về trời ơi còn rớt đồ nè, đi ra anh ui hai em nè, hai em ơi, chị đã tiêu diệt người mẹ ma rồi. Ơi sao sao em ơi, em đi lại được rồi. Mừng quá à. Vậy là từ nay linh hồn của em sẽ được giải thoát, không còn bị mắc kẹt trong khu rừng này nữa. Đúng rồi yeah, em ơi. Được rồi. Trời ơi ba em nha. Ui trời ơi, hai em cái siêu thoát hồi vui quá trời vui luôn á. Trời ơi đúng là làm việc tốt mà thấy vui, dễ sợ vui luôn các bạn ơi. Bây giờ tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn lại bye bye. Còn bây giờ mình sẽ không bao giờ dám đi cắm trại ban đêm nữa bạn ơi. Đừng bao giờ dám cắm trại ban đêm nha. Sợ quá. Trời ơi chắc từ đây trở sau mình sẽ không bao giờ dám cắm trại luôn Phong ơi. Tôi bỏ rồi, tôi đi về. Tôi không như cắm trại đêm nữa, cắm trại đêm ghê quá bạn ơi. Thôi, từ đây trở sau con muốn cắm trại nữa không Phong? Để tôi biết tôi còn đi chưa. Thôi. Ba cắm trại, bà đi cắm trại, mình bà đi, tôi ở nhà tôi chơi game sướng hơn, cắm trại hoài ghê. Đúng rồi, cắm trại ghê chết luôn rồi. Ê, bây giờ mình phải đặt một cái chỗ Phong ơi, bây giờ mình phải làm sao mình răng lại. Đó, đừng cho người ta cắm trại đây. Trời ơi, nguy hiểm. Đó, đập vô. Đó, thôi đập luôn. Đập chỗ này đi. Trời ơi, ghê quá bạn ơi. Đừng bây giờ đập cái nó xấu luôn đi. Đập cho nó xấu đi, đừng có ai cắm trại đây. Nguy hiểm sợ quá bạn. Trời ơi, rồi ok. Đừng ai cắm trại đây nha. Trời ơi, thôi tôi đi về đây, ghê quá.